tiếng nói thân thương mỗi ngày, tiếng nói rộn ràng vang khắp đôi đây, tiếng nói Việt Nam quê hương yêu dấu đã xa rồi, xa tận cuối chân mây. Tôi yêu tiếng nói đơn sơ ấm nồng, ấm áp tâm hồn qua những đêm đông. Héo hắt mẹ ru, con ơi hãy nhớ, đừng chôn đời trong kiếp sống lưu vong. Tiếng nói Việt Nam hải ngoại, tiếng nói có nhạc và thơ, tiếng nói đâu chẳng vì dân chủ, tiếng nói của người Việt yêu tự do. Ôi thương biết mấy bao nhiêu tấm lòng, quyết đấu tranh vì mang nỗi ước mơ, đất nước tự do, nhân dân nó ấm và nhân quyền trên khắp dãy non sông. Chương trình Nét Đẹp Cuộc Đời của Hệ thống Truyền thông Việt Nam Hải Ngoại phát thanh từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn do Huy Tâm biên tập và thực hiện. Xin gửi lời chào tái ngộ đến toàn thể quý thính giả khắp nơi. Một ngày không thể quên. Cảm ơn mẹ đã sinh ra con trên cuộc đời này, yêu thương con nhiều đến như vậy. Con vẫn biết người ta chẳng thể nào sống trong vòng tay, che chở của mẹ cha mãi được. Sẽ lớn lên và đứng trên đôi chân của mình. Con không muốn mình khôn lớn trưởng thành, chỉ muốn mãi là đứa trẻ để được mẹ chở che. Mẹ ơi, tình yêu thương mẹ dành cho con không thể nào diễn tả nổi. Nhưng con đã quá vô tâm, chỉ biết đón nhận tình cảm yêu thương của mẹ mà chẳng hề biết đáp trả. Con ích kỷ, chỉ biết giữ khăng khăng cho riêng mình. Có quy luật mà chúng ta không thể nào tránh khỏi. Mẹ ơi, một ngày nào đó, mẹ và con hay bất cứ ai chăng nữa, cũng chỉ có thể đi cùng nhau một đoạn đường, dù tình yêu thương ấy có cao vời vợi như núi Thải Sơn, hay sâu thăm thẳm như lòng đại dương, thì thế nào cũng đành phải có lúc mẹ hoặc con sẽ tự nói lời chia tay, và đớn đau nào bằng sự chia tay trong sinh ly. Nét đẹp cuộc đời kỳ này mời quý vị chia sẻ với nhà văn Phương Lan qua truyện ngắn Một Ngày Không Thể Quên, cũng với các giọng đọc Quỳnh Chi, Quỳnh Vân, Phạm Tương Như và Huy Tâm sau đây. Cảm ơn nhà văn Phương Lan đã gửi tác phẩm đóng góp với chúng tôi. Ước mong sẽ đón nhận được nhiều hơn nữa sự góp sức của quý vị để chương trình ngày thêm khởi sắc.
mời quý vị cùng lắng đọng tâm hồn để nghe những xót xa trào dâng qua ngòi bút, rất nhẹ nhàng nhưng không dễ dàng để ngăn chặn được dòng lệ đang chảy ngược vào tim. Định sẽ đưa mẹ vào viện dưỡng lão. Cả đêm qua thao thức không ngủ được, Phượng trằn trọc suốt đêm, nghĩ ngợi lan man hết chuyện này sang chuyện khác, lòng rỗi như tơ vò. Gần sáng nàng mới mệt mỏi thiếp đi, nhưng vừa chợp mắt được một lát, Phượng bỗng choàng tỉnh dậy vì một mùi khét từ nhà bếp xông lên làm nàng tỉnh hẳn ngủ. Thôi chết rồi, mẹ lại quên tắt bếp. Phượng nói thầm như vậy, rồi không kịp xỏ dép, nàng hốt hoảng chạy thật nhanh xuống nhà dưới. Căn bếp mù những khói, hơi khét từ cái nồi đang nấu trên bếp bay tỏa khắp căn phòng. Lửa xanh vẫn liếm quanh đáy nồi. Phượng vội vàng tắt bếp ga, bê cái nồi đặt qua một bên, rồi mở tất cả các cửa cho khói bay ra. May quá, nàng xuống kịp. Nếu không thì cả nhà lại bị một phen quản día. Từ khi mẹ bị bệnh lú lẫn, Phượng phải khóa ống gas mỗi khi đi làm. Nhưng hôm nay, nàng ở nhà nên không khóa. Vì có về đâu, bà cụ lò mò xuống bếp sớm thế. Phượng đứng im, định thần một lúc cho tim bớt đập, rồi mới chậm rãi bước ra cửa sau. Nàng gặp mẹ từ ngoài vườn đi vào, tay cầm một nắm lá gì dài dài, xanh xanh. Thấy con gái, bà Trình mỉm cười vui vẻ. Sáng mảnh mắt rồi, giờ này mới ngủ dậy à? May cho cô, tôi là má ruột, nếu là má chồng, thế nào cô cũng bị rầy. Phượng nhìn lên bầu trời trắng đục, vừng đông vừa ló dạng, bóng đêm còn lạng vạng. Cô khoan khoái, hít một hơi thật sâu, làn không khí mát mẻ của buổi ban mai, rồi quay sang hỏi mẹ. Má ra vườn chi sớm thế? Má ra hai ít hành ngò để bỏ vô nồi cháo. Vừa nói, bà vừa đưa nắm lá lên khoe. Phượng suýt bật cười khi nhận ra đó chỉ là một nhúm cỏ. Nàng thở ra một hơi dài. Má lại quên tắt bếp, mà má định nấu món gì vậy? Má nấu cháo gà, lâu lâu cũng nên đổi món. Sáng nào cũng ăn bánh mì hoài, khô khan quá. Phượng nhìn vào trong nồi, chỉ thấy lộn ngộn một ít gạo sống và hai con gà bằng nhựa, đồ chơi của mấy đứa nhỏ. Mẹ nàng đã bỏ tất cả vô một cái nồi với một chút nước và bật bếp. Bây giờ thì tất cả đều cháy thành than, nhưng vẫn còn nhận diện ra được. Phượng nhăn mặt. Sao má để lửa lớn thế? Má muốn nấu cho lẹ để ba ăn xong còn kịp đi làm. Thôi, con lên lầu đánh thức ổng đi. Má ở dưới đây pha cho ba ly cà phê. Thấy Phượng vẫn đứng im, bà giục. Sao không đi đi? Còn đứng đó, trễ giờ rồi. Phượng xót xa nhìn mẹ. Má, nhớ lại đi. Ba đi xa rồi mà. Ba đâu có nhà. Thiệt à? Ba đi xa thiệt à? Bà mẹ lặp lại một cách ngớ ngẩn, nét mặt chùng xuống, rất buồn. Bà cố nhớ lại,
trong ký ức đã phai mờ của bà, những hình ảnh cũ hiện ra, nhưng lộn xộn, không theo một thứ tự nào hết. Bà nhớ hôm đó, không biết là ngày gì, mà nhà bà đông người lắm, khách khứa ra vô tấp nập, đủ mặt bà con họ hàng, và cả những người bạn bè. Gia đình hai đứa con trai lớn của bà, từ hai tiểu bang khác, cũng về họp mặt đông đủ. Lũ cháu nội, con của Sơn, Hải, Hiệp cùng hai đứa cháu ngoại, con của vợ chồng Phượng, thành một đám giặc, rượt đuổi nhau lung tung khắp nhà, làm bà chóng cả mặt. Nhưng bố mẹ chúng trái lại, rất khẽ khàng, họ chỉ thì thầm bàn tán, người nào cũng có vẻ mặt quan trọng, người nào cũng mặc quần áo trắng lùng thùng, trông chẳng ra làm sao. Phường cũng đưa cho bà một bộ quần áo trắng bằng vải xô và biểu bà mặc vô. Bà hỏi, chi vậy? Mặc áo vô để đi tiễn bà. À, bà hiểu rồi, đây là lúc tiễn ông lên đường vì ông sắp phải đi xa. Bà nhớ mấy hôm trước, bệnh ông có mòi thuyên giảm, không thấy ông rên rỉ. Những cơn đau hình như cũng rút lui, không còn hành hạ ông như mọi ngày. Bà ngồi bên giường, canh cho ông ngủ. Ông nằm im lìm, mắt nhắm nghiền. Một cái mền mỏng đắp lên tới ngực, che thân hình ốm nhom, chỉ còn da bọc xương thấy tội quá. Căn bệnh ung thư quái ác đã lấy đi của ông hết da thịt. Ông ngủ không yên, lúc tỉnh, lúc mơ, thỉnh thoảng lại ú ớ. Nhưng đến trưa thì ông hoàn toàn tỉnh táo. Ông cầm tay bà và dặn dò. Tôi sắp phải đi xa. Bà đừng khóc nhé. Hãy can đảm lên. Ông còn nói nhiều nữa, nhưng bà nghe tiếng được tiếng mất, vì ông nói không rõ. Ông chỉ thều thào, bà tưởng ông nói sạn. Chứ đàn đầu bà đi đâu? Vợ chồng chưa bao giờ xa nhau, lần nào đi xa, ông cũng cùng đi với bà. Chẳng lẽ cuộc hành trình lần này, ông lại đơn độc một mình? Bà khuyên ông nằm nghỉ, không nên nói nhiều. Ông nhìn bà lờ đờ, rồi ông thở ra một hơi dài, nhắm mắt lại. Sau bà, đến lượt các con súng quanh giường, nghe ông dặn dò, đứa nào mắt cũng đỏ hoe. Rồi ông thôi không nói nữa. Ông nằm im, từ từ chìm sâu vào giấc ngủ. Giấc ngủ cuối cùng của đời người. Mắt ông khép kín, nét mặt thanh thản, không chút muộn phiền. Các con lặng lẽ rút lui, để mẹ riêng tư với cha. Bà nghĩ chắc ông mệt nên ngủ say lắm, không thấy ông trở mình. Bà sờ thử, thấy chân tay ông lạnh ngắt. Bà vội vàng lấy thêm mền đắp cho ông. Trời mùa đông rét mướt, những người già thật khổ, nhất là ông lại đang bệnh. Bà chờ ông tỉnh dậy để nghe ông xác nhận rằng ông chỉ nói chơi thôi, nhưng ông cứ ngủ hoài. Bà rón rén, không dám cử động mạnh, sợ phá giấc ngủ của chồng. Chả mấy khi ông ngủ được yên giấc, bà muốn ngồi đây hoài, không muốn rời ông, để khi ông tỉnh trông thấy bà, ông yên tâm. Tội nghiệp, từ dạo đau nặng, ông đổi tánh giống như con nít, hay hốt hoảng sợ hãi, hơi một tí là giận hờn. Bà ngồi bên ông không biết bao lâu, cho tới khi một đứa con kéo bà đứng lên nói, má ơi, gần tối rồi,
má phải đi ăn. Từ sáng tới giờ, má chưa ăn uống gì cả. Bà đâu có thiết ăn, bữa cơm không có ông mới buồn làm sao, bà nói. Tụi bay và mấy đứa nhỏ cứ ăn trước đi, đừng để phần cho má. Má không thấy đói, má muốn ngồi đây với ba thêm một lúc nữa. Nhưng nó cương quyết kéo bà ra khỏi phòng, nói ba mệt để cho ba nghỉ. Thằng Sơn còn kéo cái mền phủ kín cả mặt ba nó. Cái thằng thiệt vô ý vô tứ quá. Trùm kín thế, làm sao ông thở được? Trời ơi, có bỏ ra không? Ba bị ngộp mất thôi. Bà la lên phản đối, bắt Sơn phải kéo cái mền xuống như cũ, bà mới chịu ra khỏi phòng. Từ lúc đó, tụi nó thay phiên nhau canh gác, không cho bà vào với ông nữa. Đã có tụi con... Bà vẫn không tin rằng ông sẽ đi xa, vậy mà ông đi thiệt mới lạ chứ. Sự thật mà cứ ngỡ như trong một giấc mơ. Cuộc tiễn đưa khá long trọng, có cả kèn trống. Bà và các con mặc áo trắng tiễn ông đi. Trời mưa sụt sùi, các con đi cạnh bà cũng sụt sùi. Bà không bằng lòng, gắt. Bà không bao giờ bỏ má đâu. Ổng đi rồi, ổng lại về. Tụi bay khóc lóc chi vậy, để ba bay nóng ruột. Thiệt tình bà không trông thấy lúc ông đi, và ông cũng chẳng bao giờ thơ từ về nhà. Nhưng bà biết, ở một nơi xa xăm nào đó, ông vẫn hướng về bà, vẫn nhớ đến bà, vợ chồng đầu gối tay ấp mấy chục năm trường, đi xa xa khỏi vấn vương. Bà kiên nhẫn đợi ông về, chỗ ngồi của ông trên bàn ăn, bữa nào bà cũng bày chén, đũa, để ông nhớ rằng ông vẫn còn chỗ trong gia đình này. Nhưng sao ông đi đâu mà lâu quá? Bà ngậm ngùi nói với con gái. Dạo ba con ở nhà, sáng nào ba cũng chở thằng Thái đi học, còn má ở nhà coi con Uyên. Rồi như sực nhớ ra điều gì, bà hối phượng. Con lên coi tụi nhỏ dậy chưa, bồng con Uyên xuống đây cho má thay tã. Phượng nhìn mẹ, thương xót. Bé Uyên đã 9 tuổi rồi, mà sáng nào bà cũng đòi bồng đi thay tã. Dường như trí nhớ của bà dừng lại ở cái ngày ông vĩnh viễn ra đi. Phượng ôm vai mẹ dìu đi vô nhà. Nàng bật tivi lên rồi nói. Chắc cháu Uyên còn ngủ. Má ngồi đây coi chương trình truyền hình Việt Nam. Đừng xuống bếp nữa nghe má. Để con lên lầu coi tụi nhỏ ra sao. Bà Trình gật đầu, vơ lấy cuộn len và cái áo len dở lên ngắm nghía. Được, con đi đi. Má vừa coi tivi vừa đang nốt cái áo cho ba. Mùa đông sắp tới, ba cần có áo ấm, mà mấy cái kia đã cũ cả rồi. Tánh bà tham công tiếc việc, chẳng muốn ở không. Bà coi chuyện chăm lo miếng ngon áo ấm cho chồng cho con cháu là bổn phận, mà cũng là thú vui của bà. Ông mất đã 8 năm, mà ngày nào bà cũng đan áo cho ông. Đan gần xong lại tháo ra, đan lại. Như vậy cả mấy chục lần. Phường lên lầu và buồn mẹ, kiểm soát lại một lần chót cái vali lát nữa sẽ đem theo. Vali đựng toàn quần áo và những vật dụng cá nhân của bà Trình. Khi biết chắc không còn quên món gì, Phường đóng nắp lại, ngồi thừ người rất lâu. Lúc soạn cái vali này, nàng đã không cầm được nước mắt. Mọi món đồ của mẹ đều gợi lại những kỷ niệm. (Cười)
Nhìn chiếc ghế đu mẹ vẫn thường ngồi, Phượng tưởng như nghe được tiếng ru của mẹ. Trên cái ghế ấy, bà đã ru cháu. Lúc cháu còn bé thơ, Thái và Quyên không chịu ngủ nếu không có tiếng ru của bà. Ngày xưa cũng những tiếng ru ầu ơ ví dầu đó đã đưa Phượng vào giấc ngủ êm đềm. Bây giờ thì đến phiên các cháu. Những buổi sáng tinh mơ, khi các con cháu còn nằm trong chăn ấm, bà đã thức dậy, lui cui nấu nướng, lo bữa sáng ngon lành cho cả nhà. Những buổi tối mùa đông rét mướt, bà thức rất khuya, ngồi bên lò sưởi đan áo ấm. Những khi trải nắng trở trời, bà không quản ngại thức suốt đêm, trông chừng dỗ cho cháu ngủ yên giấc. Bà đã nuôi con, nuôi cháu lớn lên bằng tất cả tình thương của bà. Thương con thao thức bao đêm trường, con đã yên giấc, mẹ yên vui thương biết bao. Thương con khuya sớm bao tháng ngày, lặng lội reo neo nuôi con tới ngày lớn. Tình mẹ bao la như một dòng sông, nước chảy miên man, vô tận. Qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống, mẹ lúc nào cũng sát cánh bên đàn con, tận tụy hy sinh, bảo vệ, chở che, giúp đỡ. Gia đình lúc nào cũng đầm ấm, yên vui, mọi người quây quần đông đủ dưới một mái nhà. Thế mà, lúc cuối đời, mẹ lại phải đơn độc một mình. Ôi, chặng đường cuối cùng bao giờ cũng là một chặng đường buồn thảm. Phượng rơi nước mắt, nghĩ đến phút chia tay lát nữa đây. Con về, mẹ ở lại đây. Chia tay là đứt lìa dây, mỗi từ ngàn năm biết có bao giờ, có dòng nước mắt ngược bờ chảy lên. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, tình mẹ tha thiết như dòng sông hiền ngọt ngào. Lời mẹ mãi như đồng lúa chiều dị, tiếng ru bên thềm chẳng xa xôi bóng mẹ yêu. Lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu, tình mẹ yêu mến như làn gió đưa mặt hồ. Lời ru mơn mát êm như sao diệu dặn dè, nắng mưa sớm chiều tiếng hát trẻ thơ. Thương con thao thức bao đêm trường,
con quảng thân gầy mẹ. Một sương hai nắng cho bạn hai đau buồn phiền, ngày đêm sớm tối vui cùng con nhỏ một niềm. Tiếng ru em đêm mẹ hiền năm tháng chiến. Phượng hiểu nỗi cô đơn của mẹ trong những ngày sắp tới. Nàng thấy lòng xót xa, nhưng chẳng còn cách nào khác. Ý định đưa mẹ vô viện dưỡng lão thật ra đã manh nha, có từ lâu, kể từ khi bà Trình có triệu chứng lú lẫn và có những hành động có thể gây nguy hiểm. Nhưng Phượng còn nắn ná, chưa chịu thi hành, tại thương mẹ nên không nỡ, cho tới mấy tháng gần đây. Tình trạng trở nên tồi tệ khi bà Trình hay mặc quần áo ngủ, đi lang thang ra phố một mình và không biết đường về, hàng xóm phải đi tìm giùm. Một lần bà suýt bị đụng xe lúc băng qua đường. May mà người tài xế thắng xe lại kịp, bà chỉ bị trầy trụa sơ sài. Bà mỉm cười ngu ngơ lúc được cảnh sát đưa về. Mọi người hỏi bà đi đâu? Bà nói bà đi đón ông. Tội nghiệp, ngày nào bà cũng đi đón ông. Nhiều lần bà thức dậy từ 2-3 giờ sáng, vô phòng đánh thức mấy đứa cháu, biểu sửa soạn đi đón ông ngoại. Từ đó, sợ các con mất ngủ, mỗi buổi tối, sau khi đưa mẹ vô phòng riêng, Phượng phải khóa chặt cửa. Có đêm nàng nghe tiếng đập cửa thình thình, mẹ đòi mở cửa cho bà đi chợ. Bà Trình thích nấu nướng lắm. Phải công nhận ngày trước bà nấu ăn rất ngon. Nhưng từ dạo bị mất trí nhớ, bà chẳng bao giờ tắt bếp. Mấy lần bà suýt làm cháy nhà vì cái tật hay quên đó. Vì vậy trước khi đi làm, Phượng đã phải tắt ống ga và khóa cửa, sợ mẹ ra ngoài rồi gặp nạn. Như vẫn chưa yên tâm, nàng khóa cả ống dẫn nước vì mẹ hay mở vòi nước mà không tắt, làm nước chảy lên láng khắp nhà, ướt cả thảm. May sao bà chưa trợt chân té ngã. Phượng đi làm mà trong bụng cứ phập phồng không yên. Tình trạng này không thể kéo dài hơn, không thể để bà cụ ở nhà một mình được nữa. Một cuộc họp gia đình đã diễn ra giữa Phượng và hai người em trai ở tiểu bang khác. Vì sinh kế, không ai có thể bỏ việc để ở nhà săn sóc mẹ già, nên tất cả đều đi đến quyết định là phải cho mẹ vào viện dưỡng lão. Nơi đó, bà cụ sẽ được chăm sóc tử tế. Phượng đã đi thăm dò nhiều nơi, sau cùng nàng chọn cho mẹ một nhà dưỡng lão có người Việt Nam để mẹ đỡ cô đơn. Cuộc hẹn đưa mẹ cô vô viện sẽ là 11 giờ sáng nay. Phượng vô phòng đánh thức hai đứa con để chúng ăn sáng và sửa soạn đi học. Xong nàng bước vô phòng ngủ của hai vợ chồng. Dũng đã thức và đang cạo râu. Chàng nhìn vợ qua gương và hỏi. Nãy giờ em ở dưới nhà à? Phượng gật đầu kể cho chồng nghe về nồi cháo. Và nói má đòi thay tã cho con Uyên, khiến Dũng bật cười. Thường ngày Phượng không bao giờ cảm thấy khó chịu vì những tiếng cười vô tư của chồng khi chứng kiến những hành động ngây ngô, nhiều khi rất con nít của mẹ. Bởi nàng biết chồng không có ý châm biếm, chàng cười chỉ vì buồn cười mà thôi. Dũng mồ côi mẹ từ thuở nhỏ, chàng thiếu tình mẫu tử nên rất quý mẹ vợ. Phượng cũng cho là mình may mắn và vẫn thầm cảm ơn chồng. Nhưng không hiểu sao hôm nay Phượng lại thấy bực mình vì tiếng cười vô tư của chồng, mà nàng thấy là không đúng lúc. Phượng có cảm tưởng như chàng là người ngoại cuộc. Nàng cau mày trách. Anh có im đi không? Em đang rối ruột đây.
Dũng ngạc nhiên ngó vợ, nhưng rồi chợt nhớ ra hôm nay là ngày gì. Chàng lập tức ngưng ngay tiếng cười vô ý thức của mình. Im lặng một lúc, chàng mới nói, giọng băn khoăn. Hôm nay anh không thể nghỉ làm để đưa má đi được. Không sao, tự em sẽ đưa má đi, như vậy tốt hơn. Anh đưa hai đứa nhỏ tới trường và đón về giùm em, vì không biết em sẽ phải ở lại với má bao lâu. Được, được, em cứ thong thả lo cho má. Xong việc, nhớ điện thoại vào sở ngay cho anh, cho biết tình hình ra sao nha. Phượng đứng trên đầu cầu thang, nhìn hai đứa nhỏ ôm hôn bà ngoại trước khi đi học. Có cảm tưởng như đó là những nụ hôn vĩnh biệt, lòng nàng đau như cắt. Đợi cho chồng và hai con đã ra khỏi nhà, Phượng mới xuống bếp sửa soạn bữa ăn sáng cho mẹ. Ý nghĩ đây là bữa ăn cuối cùng của mẹ ở nhà, khiến Phượng thấy tim mình xe lại. Nàng nhớ tới một đoạn phim được xem đã lâu, nói về bữa ăn cuối cùng của người tử tội. Nàng bỗng thấy lòng rưng rưng. Phượng tự nhủ, thôi đừng nghĩ đến chuyện ấy nữa, cứ để việc gì phải tới sẽ tới. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, tình mẹ tha thiết như dòng suối ngọt ngào, lời mẹ mãi như đồng lúa chiều, tiếng ru bên thềm chẳng xa xôi đâu. Vừa làm nàng vừa hát nho nhỏ, cố tìm hiểu ý nghĩa của lời ca, nhưng không thể. Dọn bàn ăn xong, nàng mời mẹ ra. Bà Trình nhìn mặt bàn ê hề những thức ăn, hỏi con. Sao con làm nhiều đồ ăn thế? Phượng nhìn đi chỗ khác, nói. Má ăn đi, thay cho bữa trưa luôn thể. Con cũng cùng ăn với má chứ. Phượng gật đầu, nàng ngồi vào bàn, nhưng không tài nào nuốt được. Nhìn mẹ ăn ngon lành, nàng có mặc cảm phạm tội vì đang đánh lừa mẹ. Đợi bà ăn xong bữa, Phượng ngập ngừng mãi, mới mở miệng nói dối. Má có muốn đi phố một lúc không? Vô phòng thay đồ đi, con chở má đi chơi. Đi chơi thiệt sao, thích quá. Mắt bà mẹ sáng lên vui vẻ, mừng. Được đi ra ngoài, bà sung sướng lắm. Thường ngày cứ bị nhốt ở nhà, bà thấy bực bội. Năm thì mười quả mới được con chở đi chơi. Những dịp ấy đối với bà vui như một ngày hội. Thấy Phượng xách theo vali, bà hỏi. Đi du lịch à? Vừa nói, bà vừa nhìn quanh khắp căn nhà, như để kiểm soát một lần cuối cùng, theo thói quen trước khi đi xa. Không hiểu sao, Phượng có cảm tưởng những tia nhìn của mẹ có vẻ lưu luyến rất tội nghiệp. Chắc bà có linh cảm sẽ không được trở về đây nữa. Không muốn kéo dài giây phút đau lòng, nàng vội vã đưa mẹ ra xe. Phượng ngồi vào tay lái, tâm trạng bất an, nên Phượng lái xe mà đầu óc để tần đâu đâu, mấy lần bị xe khác bấm còi in ỏi. Bà mẹ bất chợt lên tiếng. Dũng lái xe giỏi hơn con, sao không để cho nó lái? Rồi như chợt nhớ ra điều gì, bà hỏi, giọng lo lắng. Đi du lịch mà sao không có Dũng và hai đứa nhỏ? Phượng ậm ừ, tránh không trả lời. Nàng cho xe ra khỏi xa lộ và tìm hướng vào thành phố. Viện dưỡng lão kia rồi, từ xa đã thấy một tòa nhà đồ sộ, sơn màu vàng nhạt, trông như một cái bệnh viện. Khi quẹo xe vô cổng, Phượng nhìn đồng hồ, đã 11 giờ 15 phút, trễ mất 15 phút. Nàng hoảng lên. Trời, làm thế nào nếu họ không tiếp và cho một cái hẹn khác?
các nàng không có can đảm. Đậu xe xong, Phượng kéo mẹ đi như chạy tới phòng hướng dẫn. Nơi đó người ta chỉ cho nàng phải đi lối nào. Viện dưỡng lão có 3 dãy nhà bao quanh một khu vườn rộng có trồng hoa và nhiều cây lớn cho bóng mát. Nơi đây có nhiều cụ già chống gậy đi thơ thẩn một mình, hoặc túm năm tụm ba ngồi trò chuyện trên những băng đá. Đó là các cụ tương đối còn mạnh khỏe. Cũng có những cụ già ngồi trên xe lăn, đang được những người khán hộ đẩy đi quanh vườn để sưởi nắng. Khi hai mẹ con sắp bước tới cái cửa tự động để vô tòa biên đinh chính giữa, bà mẹ bỗng chùn lại, không chịu đi nữa. Bà hỏi với một giọng lo lắng. Đây là đâu? Trông không có giống khách sạn tí nào. Má không muốn vô, con đưa má về đi. Má không muốn đi du lịch nữa. Phượng dỗ dành mẹ. Vô một chút thôi má, vô làm giấy tờ xong rồi về. Tới phòng nhận bệnh, Phượng trình giấy tờ và được mời vào. Cửa đóng lại ngay sau lưng. Bà y tá người da trắng, trông có vẻ hiền lành tử tế, mời hai mẹ con ngồi, rồi tự giới thiệu. Tôi là Ingrid, y tá trưởng ở đây, còn đây là... Phượng vội đỡ lời. Bà Nguyễn Thị Trình, mẹ tôi, xin lỗi cô Ingrid, mẹ tôi không nói được tiếng Anh. Không sao cả, ở đây có 4 y tá là người Việt, và cũng có một số bệnh nhân là Việt Nam, mẹ cô sẽ không cô đơn đâu. Được vậy tôi rất mừng. Sau khi chờ cho Phượng điền một lô những giấy tờ liên quan đến bảo hiểm y tế, tên tuổi, tình trạng sức khỏe, bệnh tật và những thuốc men mẹ nàng đang dùng, cô y tá cầm xem sơ qua một lượt rồi nói. Sáng mai chúng tôi sẽ đưa bà cụ đi khám bác sĩ để lập hồ sơ bệnh lý. Bây giờ tôi cho người đưa bà cụ đi nhận phòng. Nói xong, cô y tá bấm chuông. Và một người khác xuất hiện. Phượng gật đầu chào và hỏi. Tôi đi theo được chứ? Dĩ nhiên, mời hai người theo tôi. Cô y tá đi trước dẫn đường, hai mẹ con lúp xúp theo sau. Bà mẹ đi sát vào con gái như tìm sự che chở. Bà chỉ yên tâm khi có con ở bên cạnh. Họ đi thang máy lên lầu 2, tới trước căn phòng sơn màu xanh. Có đề bảng số 204B. Cô y tá dừng lại, gõ nhẹ vào cửa 2 tiếng, rồi mở toang cửa phòng. Đây là phòng của mẹ cô, ở chung với một bà cụ cũng người Việt Nam. Rồi cô quay đi, sau khi chỉ cho Phượng chỗ để quần áo, cô ghé sát vào tai nàng, thì thầm. Hai mẹ con tự giả nhau đi nhé, lát nữa tôi sẽ quay lại. Mẹ già như chuối chín cây, gió lại mẹ ru, con phải mồ côi. Gió lại mẹ ru, con phải mồ côi. Phượng thấy tim nhói lên một cái, nàng đưa mắt nhìn mẹ, bà Trình đang nhìn theo cô y tá, với một vẻ sợ sệt. Đợi cô ta đi khỏi, Phượng mới đưa mắt quan sát, căn phòng tương đối sáng sủa, tường sơn màu xanh dịu mắt, có một cái cửa sổ trông xuống vườn hoa, ngoài một cái tivi ở chính giữa, treo ở trên cao, và một cái bàn hình vuông, có 4 cái ghế kê ở cuối phòng. Chắc dùng làm chỗ tiếp khách. Những đồ đạc còn lại, thứ nào cũng có 2 cái, 2 tủ đựng quần áo, 2 bàn đêm và 2 cái giường, 1 cái để trống dành cho mẹ nàng. Và trên cái giường kia, có một bà cụ đang nằm xây mặt vào tường. Nghe có tiếng động, bà ta quay lại, nở một nụ cười méo mó.
Người mới hả? Ở đây tụi tôi kêu là con so. Tôi tên Năm, ở đây trên 3 năm rồi. Không sao đâu bà cụ. Vô đây làm bạn với tôi cho vui. Nằm một mình buồn lắm. Cái giường kia bỏ trống cả tháng này. Người nằm đó chết rồi. Chết vì chứng ung thư máu. Bà Trình rùng mình kéo tay con gái. Ở đây là người bệnh, sợ quá. Má muốn về nhà. Đi về lẻ lên đi con. Mình ở đây khá lâu rồi đó. Đã tới giờ con rước mấy đứa nhỏ, còn má phải sửa soạn bữa cơm chiều. Phượng thở dài. Lòng cô chùng xuống. Tội nghiệp mẹ, luôn luôn nhớ bữa cơm chiều. Đối với mẹ, bữa cơm chiều là quan trọng nhất, vì là giờ phút sum họp của tất cả mọi người trong gia đình trở về nhà sau một ngày làm việc mệt nhọc. Bằng tất cả thương yêu, triều mến, mẹ chăm sóc miếng ngon cho cả nhà. Hạnh phúc của mẹ là được nhìn thấy các con cháu sung sướng. Nếu mẹ biết sẽ chẳng bao giờ còn có những bữa cơm gia đình, sẽ chẳng bao giờ mẹ còn được tựa cửa ngóng trông con cháu trở về, Phường thấy lòng bất nhẫn quá. Nhưng nàng biết sẽ phải cương quyết. Nếu không, sẽ không còn cơ hội nào nữa. Tim đập nhanh trong lồng ngực, Phượng nhiều mẹ ngồi xuống giường. Đây là giây phút quan trọng nhất. Phượng ngập ngừng mãi, không biết phải mở đầu như thế nào. Sau cùng, nàng hít vô một hơi thật sâu, để lấy thêm can đảm. Rồi bằng tất cả sự cố gắng, nàng nắm lấy tay mẹ, giọng run run. Má, nghe con nói, đây là phòng của má, má hãy ở đây đêm nay. Ngày mai, con và Dũng sẽ đưa mấy đứa nhỏ vô thăm má. Ồ không, con ơi! Mẹ nàng kêu lên thảng thốt, vùng ôm chặt lấy con gái, như sợ cô sẽ chạy mất. Má không muốn ở đây, má chỉ thích cái phòng riêng của má, cái giường của má. Má nhớ hai đứa nhỏ, nhớ cái bàn thờ có hình của ba con. Phượng ứa nước mắt, nàng cũng ôm mẹ thật chặt. Má hiểu cho con cũng đâu có muốn xa má, nhưng tình thế bắt buộc, má cần người săn sóc. Mà con thì không thể. Má ở đây con yên tâm hơn, vì luôn luôn có các bác sĩ, y tá thường trực ngày đêm chăm lo sức khỏe cho tất cả mọi người. Bà mẹ vừa khóc tức tưởi vừa nói. Má không cần bác sĩ, má chỉ cần các con cháu. Giọng bà bỗng dưng trở nên tỉnh táo một cách lạ thường. Má biết dạo này má già cả lẫn cận, không còn giúp ích gì cho mọi người, má vô dụng rồi. Chắc con giận má hay sơ ý. Mấy lần suýt làm cháy nhà, má cũng ân hận lắm. Hãy cho má thêm một cơ hội nữa. Má hứa sẽ không gây phiền phức cho con nữa đâu. Má hứa sẽ nhớ tắt bếp. Má cũng sẽ không đi lang thang ra đường một mình. Má sẽ ở nhà suốt ngày đợi con cháu về. Tới đây thì Phượng không thể nào chịu đựng nổi nữa, nàng cũng bật khóc lên thành tiếng, nước mắt chảy ròng ròng. Ồ không phải vậy đâu má, nhưng mà... Phượng nghẹn ngào, không biết sẽ phải tiếp tục ra sao, hai mẹ con ôm nhau cùng nức nở.
Bỗng cánh cửa bật mở, cô y tá hồi nãy trở lại. Thấy cảnh đó thì thở dài. Làm việc ở đây đã lâu, những cảnh này đối với cô thật quen thuộc. Nhưng mỗi khi phải chứng kiến, lòng cô không khỏi se lại. Chờ cho hai mẹ con bình định thêm một chút nữa, cô mới nhẹ nhàng an ủi. Mới đầu thì ai cũng vậy, nhưng chỉ dăm bữa, nửa tháng nữa thôi, mọi việc sẽ đâu vào đấy cả. Rồi cô quay sang nói riêng với Phượng. Sáng mai sẽ có y tá người Việt Nam, hy vọng bà cụ sẽ thấy thoải mái. Cô yên tâm, chúng tôi sẽ săn sóc mẹ cô tử tế. Bây giờ cô nên về đi, như thế sẽ dễ cho chúng tôi hơn. Bà cụ nằm trên giường bỗng lên tiếng. Dùng dằn mãi cũng chỉ đến thế, chẳng ích gì. Cô cứ về đi không sao đâu, tôi sẽ an ủi mẹ cô giùm cho. Vâng, cháu xin nhờ cụ. Bà mẹ nghe thấy thế, thì vội vàng níu chặt lấy áo con gái. Phượng nhẹ nhàng gỡ tay mẹ ra, dỗ dành. Ba thấy chưa, bác nằm tốt lắm, các cô y tá cũng vậy. Ở đây, ai cũng chỉ muốn giúp đỡ má thôi mà. Má yên tâm đi, chẳng việc gì phải sợ hãi cả. Bây giờ con phải về đón mấy đứa nhỏ nghe má. Thế con có trở lại không? Có chứ. Nếu má đừng gây lộn xộn, chiều mai con sẽ đưa các cháu vô thăm má. Phượng dịu dàng đặt một cái hôn lên trán mẹ. Nàng ôm siết mẹ một lúc rồi buông ra nói. Má, con phải đi. Mai con sẽ trở lại. Con sẽ không bỏ má ở lại đây một mình chứ. Con sẽ vô thăm má thường xuyên mà. Phượng nói với mẹ, mà như một lời nhắc nhở với chính bản thân mình. Con hứa mỗi cuối tuần sẽ đến đón má về. Thôi, bây giờ má đi nghỉ đi. Con phải về lo cho các cháu. Nói xong, Phượng đứng dậy. Cô y tá lẹ làng đứng chen vào giữa hai mẹ con và đẩy nhẹ lưng Phượng. Cô đi ngay đi, lẹ lên. Cô ta nắm lấy cánh tay của bà mẹ, nhưng bà giằng ra, run rẩy chạy theo con ra cửa. Con ơi, đừng bỏ má, van con đừng bỏ má. Phượng ngập ngừng quay lại, nhưng cánh cửa đã được khép lại sau lưng nàng, như một bức tường ngăn cách giữa hai mẹ con, ngăn cách giữa những người già nua bệnh tật khốn khổ đang chờ chết ở bên trong với thế giới vui tươi sinh động ở bên ngoài. Phượng nghe tiếng mẹ gào lớn. Con ơi! Nàng ứa nước mắt khi nghe tiếng kêu cứu của mẹ. Phượng nói thầm với mẹ, mà như nói với chính bản thân mình. Dạ, thì cũng tới lúc này thôi. Nhưng con sẽ thăm má thường xuyên mà. Con sẽ đón má về những ngày được nghỉ. Con không bao giờ bỏ quên má ở đây đâu. Con về, mẹ ở lại đây. Chia tay là đứt lìa dây mẫu từ ngàn năm biết
có bao giờ có dòng nước mắt ngược bờ chảy